Em Hiền xin được kính chào các bác anh chị đang theo dõi video. Trong video báo giá ngày hôm nay thì em Hiền tiếp tục lên giới thiệu đến các bác anh chị nhà mình 10 chiếc bếp ga thuộc vào cái dòng bếp ga nội địa Nhật ạ. An toàn và tiết kiệm ga, tự động ngắt lửa và tự động khóa ga, chống cháy nồi và chống rò rỉ ga, và mọi trường hợp mất lửa thì bếp cũng sẽ đều tự động khóa ga ngay ạ. Với cái dòng bếp ga nội địa bên nhà em là hàng dùng lướt, độ mới còn đạt từ 95 cho đến 99% độ mới độ đẹp của bếp. Bên nhà em là tổng kho lớn, các bác anh chị nhà mình không lo là không có cái sự lựa chọn. Nếu như mình chỉ cần có nhu cầu về cái dòng bếp Nhật thôi, cứ kết nối với em qua số điện thoại 0979205323, hoặc kết nối với em Hiền qua Zalo cũng bằng số điện thoại 0979205323. Chiếc bếp số 1 ngày hôm nay em Hiền lên sóng cho các bác anh chị là một chiếc bếp hàng cao cấp, hàng VIP của nhà Zinna nhá. GTS61 này, các bác anh chị nhà mình nếu mà theo dõi dòng bếp ga nội địa Nhật rồi, mua của em cũng được, mà không mua của em thì chúng ta cũng cứ tìm hiểu nào. Với cái phiên bản GTS61 này là cái phiên bản VIP, phiên bản cao cấp nào. Nó chỉ đứng sau phiên bản mặt gãy của nhà Zinna là GTS65 thôi ạ. Đấy, dòng này là dòng VIP, dòng cao cấp nhá. Và còn về giá cả thì các bác anh chị nhà mình hiểu cho em một điều là đồng tiền nó luôn luôn đi liền với chất lượng. Chúng ta đã vào kênh của em rồi thì chúng ta xem là cái chất lượng của bếp nó có xứng đáng. Ví dụ như chúng ta bỏ ra 5 triệu, 6 triệu, thậm chí là 90 triệu mua một cái sản phẩm như này có xứng đáng hay không. Chứ chúng ta đừng có tìm hiểu bảo là bên này nó rẻ hơn, bên kia nó đắt hơn, nó chênh nhau vài trăm ngàn đồng thôi. Nhưng mà cái ăn nhau là cái chất lượng của bếp nó còn đạt được bao nhiêu phần trăm. Chiếc bếp số 1 ngày hôm nay với mức giá là 6 triệu đồng, phiên bản Zinna GTS61. Dòng này là dòng cao cấp rồi, phiên bản dòng lò nướng điện tử nhá. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn cho các bác anh chị nhà mình nè. Tông màu rất là đẹp luôn. Cái dòng GTS61 này thì nó có rất là nhiều cái màu lạ, màu đẹp nhá. Kiềng, viền, kiềng inox, chắn dầu mỡ, thoát hơi lò nướng. Và đương nhiên là khay vị nướng cũng sẽ bằng inox cho em. Mở lửa thử lên để cho anh chị nhà mình xem cái ngọn lửa của dòng bếp ga nội địa Nhật nó sẽ xanh như thế nào nhá. Em không tắt điện đi đâu, em để điện sáng như này. Gọi như thế là không cần nhìn rõ ngọn lửa, mình nhìn thấy cái lửa nó xanh là được rồi, chứ không cần nhìn ngọn lửa rõ đằng trên là nó cao lên bao nhiêu. Cái dòng bếp ga Nhật thì lửa nó rất là lớn và nó chín bằng nhiệt, nhiệt nó rất là cao rồi. Với mức giá 6 triệu đồng chúng ta sẽ được gì nào? Được một chiếc bếp ga nội địa Nhật nhé. Ngoài tính năng nấu nướng an toàn, ví dụ như tự động ngắt lửa, tự động khóa ga, chống cháy nồi, chống rò rỉ ga ra, thì bếp còn có tính năng ví dụ như hẹn giờ của bếp nấu này. Với cái dòng này thì hai đồng hồ riêng biệt giữa bếp nấu và lò nướng, thì chúng ta có thể hẹn giờ đồng thời một lúc cả bếp nấu và cả lò nướng cùng một lúc cho em nhé. Với bếp nấu thì tối đa mình hẹn được 90 phút và tối thiểu mình hẹn được 1 phút cho em. Nào, tăng thì ấn vào dấu cộng mà giảm thì mình ấn vào dấu trừ cho em nhé. Tăng giảm nhiệt đây tùy theo chúng ta chỉnh nào. Em hẹn ở cái mức thấp nhất là 1 phút để chúng ta cho nó được test cho nó được nhanh nhá, còn cao nhất của nó là được 90 phút ạ. Ngoài ra bếp có thêm chế độ là nấu cơm và hầm cháo đây. Điều chỉnh nhiệt độ thì sẽ từ 160 lên 200 độ C. Mọi công tác thì hoạt động rất là trơn tru này. Với cái dòng này em còn có cả tông màu mận chín này, màu xanh nữa nhá. Chế độ đun nước sôi tự ngắt và ngắt sau 5 phút ủ nóng ạ. Thêm chế độ 3S để trợ nhiệt khi mà chúng ta rang đồ khô nữa nhá. Dạ vâng. Và bên này thì thời gian hẹn giờ nó đang chuẩn bị về 0 giờ này. Đây là số giây nó đang đếm về cuối nhá. Khi mà về 0 thì bếp sẽ tự ngắt lửa, và các bác anh chị nhà mình cứ đảm bảo cho em là cứ tự ngắt lửa là sẽ tự khóa ga ngay này. Không lo cháy nồi, không lo rò rỉ ga và không lo cháy nổ dẫn đến họa hoạn nữa. Rất nhiều những cái việc thương tâm đã xảy ra, nhưng mà khi dùng cái dòng này thì an toàn tuyệt đối luôn. Các bác anh chị thấy chưa nào? Đã nghe một cái tiếng tút. Cái tiếng tút này là báo hiệu bếp đã tắt lửa và đã khóa ga cho chúng ta nhé. Em không cầm bật lửa đây nên là em không test trực tiếp nữa, giới thiệu đến các bác anh chị nhà mình thôi. Lò nướng của dòng này là dòng lò nướng 2 tầng lửa đây. Với cái ưu điểm của lò nướng 2 tầng lửa thì đồ ăn sẽ chín đồng thời cùng một lúc, chúng ta không cần phải lật mặt chở mặt đồ ăn nữa. Và với cái chiếc bếp này thì phiên bản này là phiên bản dòng lò nướng điện tử. Với cái phiên bản lò nướng điện tử thì đương nhiên là nó cao cấp rồi, có nhiều chế độ chọn. Thứ nhất có thể chọn chế độ nướng tự động. Nướng tự động là gì? Là chúng ta không cần phải chọn gì nữa, bếp sẽ tự điều chỉnh cho chúng ta. Hoặc là chúng ta điều chỉnh hai tầng lửa bằng ở đây, như thế này là lửa tầng trên lớn này, như thế này là tầng dưới lớn. Hoặc là đây em vừa cài đặt cái tính năng hẹn giờ cho nên là hết 1 phút một cái, cho nên là bếp nó lại tự ngắt cho em.
Có thể chọn chế độ nướng đồ tươi, nướng đồ khô, nướng cá, nướng thịt nhé. Tùy theo món nướng hàng ngày mà chúng ta sở hữu, chúng ta nướng mà để chúng ta chọn lửa này. Lửa thì cực xanh, cực đẹp, đánh lửa thì cực nhạy bén rồi. Giá của chiếc bếp này là 6 triệu đồng nhé, bao gồm là cả phí ship rồi, giao bếp tại nhà, kiểm tra bếp, test bếp rồi mình thanh toán cho bên vận chuyển. Bảo hành thì sẽ bảo hành như một chiếc bếp mới rồi ạ. Chiếc bếp số 2 ngày hôm nay là mang thương hiệu là Zinai, dòng này là dòng S650. Với chiếc bếp này là mặt kính phun chức năng và sẽ là phun inox này. Kiềng viền, kiềng inox, viền inox và chắn dầu mỡ này. Khay bị nướng và thoát hơi lò nướng thì cũng sẽ là bằng inox toàn phần như này cho em nhé, gọi là phun inox này. Phun inox toàn phần như này cho em, mặt kính dạ vân đá nhé. Giá của chiếc bếp số 2 ngày hôm nay lên cho các bác anh chị nhà mình là 4.700.000 đồng, 4.700.000 đồng, bao gồm có cả phí ship rồi, em giao bếp đến tại nhà, kiểm tra bếp, test bếp rồi mình thanh toán cho bên vận chuyển cho em ạ. Đây, nói đến mặt kính đã thay vip rồi, là còn mặt kính phun chức năng, lại còn phun inox nữa, là hàng siêu phẩm rồi ạ. Với cái chiếc bếp này thì chúng ta có thể, mỗi một chiếc bếp thì có một đặc điểm khác nhau nhá. Chiếc bếp này thì mình hẹn giờ được cả hai bếp nấu, hẹn giờ được cả lò nướng luôn cho em nhé. Điều chỉnh nhiệt độ sẽ từ 140 lên 200 độ C, chế độ nấu cơm và hầm cháo ạ. Chế độ đun nước sôi tự ngắt này. Đun nước được của cả hai bếp và sôi tự ngắt luôn ạ. Chiếc số 3 ngày hôm nay thì cái tên gọi là nghe đã thấy nó đẹp, nó hoành tráng rồi. Một chiếc bếp mang thương hiệu là khủng long mặt đá, dòng này là IC cao đấy, IC66 đấy, model cao cho em nhé. Và giá của chiếc bếp này sẽ là 5.800.000 đồng ạ, 5.800.000 đồng một chiếc bếp khủng long mặt đá. Mặt của nó là bằng mặt đá cho em nhé, dày dặn chắc chắn, rất là đẹp. Nhìn cái chiếc bếp đồ sộ đẹp chưa, bo viền là màu ghi sáng mạ cà rôm kết hợp với màu đỏ đen, rất là đẹp luôn ạ. Với cái chiếc bếp này thì chúng ta có hẹn giờ được cả hai bếp nấu, hẹn giờ của cả lò nướng luôn cho em nhé. Hẹn giờ cả hai bếp nấu, hẹn giờ cả lò nướng nào. Chế độ nấu cơm và hầm cháo của bếp, điều chỉnh nhiệt độ từ 140 lên 200 độ C. Chế độ đun nước sôi tự ngắt, chế độ 3S để trợ nhiệt khi rang đồ khô. Khay vị nướng thì bằng inox không dễ rồi. Và khoang lò nướng thì đây, rất là rộng, rất là đẹp như này cho em nhé. Với mức giá là bao nhiêu nào? 5.800.000 đồng ạ. Sẽ là 5.800.000 đồng một chiếc bếp số 3. Sang chiếc bếp số 4 ngày hôm nay là dòng IC365. Dòng này là một chiếc bếp Paloma, gọi là Paloma môi chè. Giá của chiếc bếp này là 4.500.000 đồng. Đẹp xuất sắc như này cho em nhé. Xứng đáng là hàng dùng lướt ạ. Chiếc bếp này thì xứng đáng là hàng dùng lướt. Độ mới của chiếc bếp này thì đạt tới 99%. Chiếc bếp này thì có hẹn giờ hai bếp nấu, hẹn giờ cả lò nướng. Và đương nhiên là cái chiếc cao cấp như này nó lại sẽ hẹn giờ được cả đồng thời một lúc cả hai bếp nấu và cả lò nướng luôn cho em này. Khay vị nướng này, khoang nướng đẹp tuyệt vời chưa. Hẹn giờ đồng thời một lúc cả hai bếp nấu và cả lò nướng cho em nhé. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Điều chỉnh nhiệt độ sẽ từ 160 lên 200 độ C, chế độ 3S để trợ nhiệt đây. Chế độ đun nước nấu cơm hầm cháo, xuất sắc với cái chiếc bếp số 4 này, 4,5 triệu đồng. Tiếp tục sang chiếc số 5. Chiếc số 5 ngày hôm nay là một chiếc bếp với cái thiết kế hình mắt ếch. Dòng này là dòng họng đúc ạ, dòng này là dòng họng đúc cho em này. Với cái dòng họng đúc thì ưu tiên về ngọn lửa và độ bền, nồi đồng cối đá rồi. Giá của chiếc bếp này em để cho các bác anh chị nhà mình là 3.700.000 đồng, 3.700.000 đồng một chiếc bếp dòng mặt kính phun chức năng với cái thiết kế hồng đúc ạ. Hai đồng hồ riêng biệt giữa bếp nấu và lò nướng thì hẹn giờ được cả bếp nấu và lò nướng luôn. Và chiếc bếp này thì hẹn giờ được cả hai bếp nấu luôn cho em nhé. Điều chỉnh nhiệt độ thì sẽ là từ 160 lên 200 độ C, chế độ đun nước sôi tự ngắt và ngắt sau 5 phút này. Cái phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất của dòng hồng đúc ạ. 3.700.000 đồng, 3.700.000 đồng là giá của chiếc bếp số 5 ngày hôm nay. Chiếc số 6 và số 7 ngày hôm nay là phiên bản dòng không lò nướng. Thì với cái phiên bản dòng không lò nướng giới thiệu rất là nhiều rồi.
Nhược điểm của nó là cao tiền hơn cái dòng có lò nướng là 300 ngàn đồng trên một bếp. Ưu điểm của nó là thiết kế đơn giản, lau chùi dễ dàng, sạch sẽ. Và thiết kế đơn giản như này thì độ bền của bếp cũng rất là cao. Thời buổi thì rất là hiện đại rồi. Những gia đình mà chúng ta đã có nồi chiên không dầu, lò vi sóng, không muốn dùng một chiếc bếp ga để phục vụ trong cái việc nướng, nhưng mà lại muốn tìm kiếm một cái sản phẩm an toàn, nấu an toàn và cơ bản đơn giản, thì chúng ta sẽ lựa đến cái phiên bản không lò nướng như này. Cái phiên bản không lò nướng thì bên em là hàng hiếm rồi ạ. Ví dụ như về cả 100-200 chiếc có lò nướng thì chỉ được 1 chiếc 2 chiếc không lò nướng thôi, không phải là nhà nào cũng có và cơ sở nào cũng có đâu. Cái sau phiên bản không lò nướng bên em hiện dao động giá từ 2.600.000 đồng lên tới 3.800.000 đồng một chiếc bếp ạ. Ngày hôm nay thì em đang đưa lên 2 chiếc nào, chiếc bếp số 245, chiếc bếp số 6 ạ. Chiếc bếp số 6 ngày hôm nay là phiên bản không lò nướng dòng đa chức năng, giá của nó là 3.800.000 đồng. Thì ngoài tính năng nấu nướng an toàn ra, bếp cũng sẽ nấu an toàn chứ không có lò nướng, em nhầm nhá, không lò nướng ạ. Ngoài tính năng nấu an toàn ra, bếp còn có chế độ là điều chỉnh nhiệt độ từ 160 lên 200 độ C, chế độ 3S để trợ nhiệt khi rang đồ khô, chế độ là nấu cơm và hầm cháo, chế độ đun nước sôi tự ngắt. Giá của chiếc bếp số 6 này là 3.800.000 đồng ạ. Chiếc số 7 ạ. Số 7 thì với thiết kế đơn giản, nhưng mà chiếc này thì dòng này bên nhà em có 3 màu nè, màu kem sáng, màu đen và màu nâu ạ. Chiếc bếp này được sản xuất tháng 12 năm 2021. Giá của chiếc bếp này là 3.500.000 đồng. 3.500.000 đồng là giá của chiếc bếp số 7 ngày hôm nay lên sóng cho các bác anh chị. Tiếp tục sang dòng cơ bản nào. Với cái dòng cơ bản như này thì sẽ được xếp vào là dòng nồi đồng cối đá. Dòng cơ bản như này thì sẽ được xếp vào là dòng nồi đồng cối đá. Đã là nồi đồng cối đá thì độ bền của bếp thì gọi là cực kỳ cao luôn cho em nhé. Chiếc số 7 ngày hôm, chiếc số 8 ngày hôm nay là một chiếc bếp mang thương hiệu là Zinai, với cái tông màu kem sáng đẹp xuất sắc như này cho em, được sản xuất tháng 10 năm 2021. Và giá của chiếc bếp này ngày hôm nay lên cho chị nhà mình là 3.100.000 đồng. Tất cả bếp thì bên nhà em Hiền có bao lưới chống chuột cho mình ở phía dưới rồi nhá. Bếp đã có bao lưới chống chuột phía dưới rồi. Kiểm tra bếp, test bếp đúng như chất lượng video rồi chúng ta mới thanh toán nào. Khay vị nướng thì sẽ là bằng inox như thế này ạ. Giá của chiếc bếp này là 3.100.000 đồng. Quá đẹp, quá xuất sắc rồi. Với một chiếc bếp mới thì giá của nó phải trên 9 triệu đồng, 9 đến 10 triệu đồng. Nhưng mà giá một chiếc bếp đạt tới 99%, ngang ngửa một chiếc bếp mới thì giá lại chỉ có là bao nhiêu thôi? Giá lại chỉ có là 3.100.000 đồng thôi ạ. Chiếc số 8 rồi, số 9 ạ. Đây là chiếc số 9. Chiếc số 9 ngày hôm nay sử dụng bằng phím nhấn đề. Dòng này là Paloma. Dòng này là Paloma sử dụng phím nhấn đề nhá. Chiếc bếp này thì nó cũng phải đạt được đến 98-99%. Và giá của chiếc bếp này là 3.200.000 đồng. Thành vách là màu nâu đậm, mặt của nó là mặt men màu đen, phủ kim tuyến. 3.200.000 đồng, 3,2 triệu đồng là giá của chiếc bếp số 9 ngày hôm nay em Hiền lên sóng cho các bác anh chị nhà mình. Chiếc số 10 là dòng cơ bản sử dụng bằng phím vặn. Dòng này dòng đời chung. Giá của chiếc bếp này là 2.500.000 đồng. Ngày hôm nay thì còn được tặng cho anh chị nhà mình là dùng với cặp kiềng inox. Phiên bản thường của nó là chỉ dùng với kiềng điên thôi. Nhưng mà khi dùng kiềng điên thì giá thành của nó cũng là 2,5 triệu đồng. Nhưng mà ngày hôm nay em Hiền tặng cho anh chị nhà mình dùng với phiên bản kiềng inox cũng chỉ với 2.500.000 đồng thôi ạ. Em Hiền đã qua 10 mẫu bếp rồi. Kho nhà em thì luôn sẵn rất là nhiều bếp, không lo là không có cái sự lựa chọn cho anh chị nhà mình khi mà chúng ta có nhu cầu về cái dòng bếp Nhật đâu. Chúng ta mua bếp mà chúng ta mua hàng online, chúng ta tìm kiếm ở những cái cơ sở lớn, những cái cơ sở uy tín như này thì chúng ta mua, chúng ta bỏ đồng tiền ra chúng ta mua, chúng ta yên tâm về cái chất lượng, về những cái chính sách bảo hành sau này của chúng ta nữa. Dạ vâng. Và em Hiền xin phép được tạm dừng cái video ngắn ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bác anh chị nhà mình trong những video tiếp theo vào khung giờ buổi trưa và khung giờ buổi tối hàng ngày ạ.